Xong rồi khi mà năm 19 tuổi thì em bắt đầu em lên Sài Gòn em học. Mục đích em lên Sài Gòn học là để em được làm ca sĩ. Nhưng mà vì gia đình không có tiền, rất là khó khăn, cho nên là đến tận bây giờ thì em mới bắt đầu được đam mê của mình. Và trong những năm tháng đó thì em làm rất nhiều để mình có kinh tế để mình đi học thêm về nhạc. Và cái tên, thật sự mọi người khi nghĩ em là hát dân ca sẽ lấy cái tên là Sắc Long. Và đây là cũng một cái tên của một sư thầy đặt cho em. Vì thầy nói con muốn đi hát được thì con đặt cái tên này. Cho nên là em cũng nghe theo sư thầy và từ đó thì em bắt đầu bén duyên với ca hát. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Hiện nay em có đang thi một cái cuộc thi nào không? Dạ, hiện tại thì em đang thi chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, được phát trên đài truyền hình Vĩnh Long 1 tối thứ bảy hàng tuần 9 giờ tối. Và em đã thi đến vòng thứ 3 rồi. Sắp tới em hy vọng là tất cả các cô chú, anh chị, bạn bè ở đây sẽ ủng hộ cặp đôi của Chắc Long để Chắc Long được bước tiếp, tự tin có mặt tại đêm chung kết của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cảm ơn Chắc Long rất là nhiều và sẽ hy vọng được gặp em trong những cái show tiếp theo của Mây Lang Thang. Và đặc biệt là nếu có dịp thì sẽ gặp lại tất cả những cái khán giả của Hồ Văn Cường trong live show của Hồ Văn Cường. Mọi người dành cho Chắc Long một tràng vỗ tay nữa ạ. Trước khi nói lời tạm biệt thì em... Ai hỏi bao nhiêu tuổi kìa? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. Hỏi gì à, gã con gái hay chị mà hỏi gì? Dạ, trước khi nói lời tạm biệt thì cho Chắc Long gửi đến lời cảm ơn trân trọng nhất đến ban tổ chức của Mây Sài Gòn. Ekip của em Cường đã có lời mời đến Chắc Long trong đêm live tour của em Hồ Văn Cường hôm nay. Và em xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, các bạn đã ủng hộ, đã động viên Chắc Long rất là nhiều trong tối hôm nay. Chắc Long xin cảm ơn. Quá dữ lên rồi, cảm ơn em. Và em xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Quý vị ơi! Quý vị đã sẵn sàng gặp nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay chưa ạ? Và bây giờ thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào nhân vật chính của tối ngày hôm nay, nam ca sĩ Hồ Văn Cường. Thiết kia hả? Một tràng vỗ tay thật lớn hả? Không biết là cô chú anh chị biết về gì không ạ? Tiền Giang quê tôi! Dạ đúng rồi, Tiền Giang quê tôi cũng sĩ Trung Nhật. Hahahaha.
Cường ơi, cho câu câu giọng cổ đi em. Câu giọng cổ đi Cường. Câu rồi. Con ca câu giọng cổ đi. Hiện tại trên cái giá nhạc đây là còn một bài kết. Nhưng mà kết sớm quá ha. Đúng rồi. Nhớ là kết là tầm 11 giờ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mới 10 giờ à. 10 giờ. Giao lưu đi, giao lưu đi. Giao lưu cùng với Hương với chú không chịu nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi, giống con mình nhảy. Đó. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi Cường ơi. Thôi, nhảy xấu. Nói xấu khoe, gì đẹp khoe xấu che. Vậy hát giọng cổ đi. Dạ thôi, bây giờ còn một bài ít quá cho nên là con khuyến mãi, không khuyến mãi. Và là hát thêm một câu giọng cổ. Kéo dài thời gian hơn. Con với lại cô chú anh chị ở đây ở thêm lâu hơn một chút nữa. Trời ơi. Không, bữa nay không lát được sao. Lát đầu nó giọng Kim Lan. Giọng Kim Lan á em. Giọng Kim Lan. Thôi đừng nghe. Ôi núi xanh hồng mơ dân dương câu hỏi. Thôi đi con hát cái câu mà con ngủ. Trời xa mưa giông cho làm buồn đứa con xa xứ. Dòng cô hương dây bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đầy. Con nhớ mãi mấy lá nghèo gió mưa tới tà sao chợt thèm chén canh ca cắm câu. Ông đủ. Trong sông quê em đi. Lan và điệp đi. Anh Ba Khía đi. Anh Ba Khía đi. Anh Ba Khía. Dí lòng quá con hát con cũng quên con. Để chú nhắc con đi. Hát đi, hát đi điệp theo. Ba Khía tôi đây sống một mạc đơn sơ. Nhưng Ba Khía tôi đây sống một mạc đơn sơ. Miền quê yêu dấu. Sông nước mênh mông nắng sớm mưa chiều. Cực cổ gian lao nhân thương lắm bao điều. Quê tôi đó có chính dòng sông nhỏ. Cây trái vẫn mùa lúa trổ vàng bông. Hò ơi, miền Tây thương lắm câu hò. Lời ru chan chứa đậm tình quê hương. Có xa quê lòng ai không chẳng nhớ. Người miền Tây luôn thương nhớ đợi chờ. Điệp ơi, mai anh lên chống thành đô nhà xe
đò ngang con sông nhỏ giống quê xưa em dò gió mong chờ. Biết đừng quên người em gái nhỏ thiệt thà, chốn đô thành đằng xa qua cám dỗ, xin điệp đừng xa ngã bê ta. Mó cầu lâu cho dành dùm nhau em đàn xa. Mai mốt đây dân phần có rỡ ràng, xin chớ vụ phạm tình xưa thiên cổ. Vụ án mày ngu đi. Vụ án mày ngu đi. Trời ơi, con ngắn còn có hơi thì hát dự án mã ngu. Hát xong câu đó cho em lần này em xỉu. Võ Đông Sơn mà thương à. Biến cương lá rơi thù à em ơi. À, biến cương lá rơi thù à em ơi. Biến cương lá rơi thù à em ơi. Biến cương lá rơi thu hà em ơi. Đường về mình, đường về mình mù em không tới nơi. Biến cương lá rơi thu hà em ơi. Đường về mình mù anh không tới nơi. Mấy nước buồn cơn lửa bên hơn thế thuyền chung tình. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. 25 gặp lại. Dạ 25 mình còn gặp lại mừng. Đúng rồi. Và sau đây là một ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Mày thấy được mình tên nhá hát về em mài nó đi còn ơi. Năn nỉ một bài nữa thôi, một bài nữa thôi, về miền Tây đi cường, về miền Tây đi, về miền Tây đi. Dạ thôi mình hẹn nhau ngày 25 vậy chứ. Đúng rồi. Hôm nay thì chắc chắn là cái show này con không biết nói cái gì, không biết nói gì hơn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị đã đến đây ủng hộ cho con. Hôm nay nếu mà có sai sót cái gì thì mong cô chú anh chị có thể bỏ qua cho con. Không có gì hết trơn á. Dạ thiếu khỏe rồi. Thiệt không? Em ơi có phải